Về hệ sinh thái của căn bệnh này thì dung đốm trắng sẽ lây nhiễm giữa lớp biểu bì và lớp hạ bì của cơ thể cá, và nó sẽ phát triển là bằng cách ăn mô phân rã trong khi thực hiện chuyển động đường mật. Chúng ta có thể gọi nó là cơ thể thực vật, vì là cơ thể thực vật bệnh truyền nhiễm giữa lớp biểu bì và hạ bì. Do đó cái việc mà loại bỏ cái loại dung này trực tiếp bằng thuốc là cực kỳ khó khăn. Do đó là cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến đó là tiêu diệt những thứ mà lấy ra được khỏi cá, lấy ra được từ cá. Thì bởi vì sao? Đó là khi mà cơ thể thực vật phát triển thì sẽ tách ra khỏi cá và bơi trong nước bởi lông mao. Và khi mà bám vào tường và đáy nước thì nó sẽ ở trong một cái trạng thái gọi là u nang và không di chuyển với một lớp màng dày bao phủ bên ngoài. Với cái nhiệt độ tối u á, thuận lợi cho vi khuẩn, thì một nang có thể tạo ra được hơn 3.500 ấu trùng mỗi giờ. Và ấu trùng này sẽ vừa bơi vừa tìm vật chủ. Nhưng trong trường hợp trong một ngày mà chúng không tìm được vật chủ thì ấu trùng sẽ chết.